Năm nay là tôi về ăn Tết ở quê thì cũng sum họp với gia đình, rồi sau đó cũng đi thăm mộ ông bà, rồi thăm một số ít bạn bè ngày xưa của mình thì thôi. Cảm giác nó cũng vui mà cũng buồn vì xa quê lâu quá rồi. Tầm 10 năm rồi chị chưa về quê quê ăn Tết. Mùng năm là năm giỗ ba chị, mùng năm Tết đó. Chị vào Sài Gòn là năm 2001, rồi tỉnh tới giờ cũng 23, 24 năm rồi. Hồi chị đi là ba mẹ chị còn sống. Hai ông bà cứ đi theo chị mà khóc không à. Chị cũng phải đi thôi. Hồi xưa mà chị chưa có gia đình á, là năm nào chị về hết đó, năm nào cũng trống cho tới Tết về thăm cha mẹ hết á. Tại vì một thân một mình dù sao nó cũng có điều kiện hơn, nó dễ hơn. Nhưng mà từ khi chị có gia đình rồi thì cuộc sống nó khó khăn hơn thì mình không dám về quê nhiều vậy đó. Gia đình thì chị con đứa em trai thôi, hai vợ chồng đứa em trai thì nó ở làm ruộng rồi thôi. Khóc thì hèn, rên nhục, van thì yếu đuối, cho nên tuyệt đối hai vợ chồng cả gia đình là cố gắng cho các bạn thân, cho gia đình mình. Khi nào có điều kiện thì mình về thăm quê, chứ mình không bỏ quê.